Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liều độc dược của bà Nguyễn Phương Hằng phát tác. Hàng loạt nghệ sĩ, nhà báo dính độc. Suốt vào năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng khai chiến với các nghệ sĩ. Trong suốt một năm, bà luôn ở thế tấn công và hàng loạt những scandal nghệ sĩ bị phơi ra trước công chúng. Có những điều bà Nguyễn Phương Hằng tố không được kiểm chứng, nhưng có những điều bà tố hoàn toàn là sự thật, là một số nghệ sĩ tìm cách chữa cháy cho những sai lầm của họ. Bà Nguyễn Phương Hằng là CEO của một doanh nghiệp có tiếng ở Việt Nam. Trong tay bà có đầy đủ những người có đủ trình độ để tư vấn. Được biết, song song với việc phát hình trực tiếp livestream tố cáo các nghệ sĩ, các nhà báo trên mạng xã hội, thì bà cũng lập đơn kiện những người đó có liên quan tới pháp luật. Tuy nhiên, cũng kết quả là bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt trước. Điều này làm nhiều người nhầm tưởng là những nạn nhân của bà Hằng đã thành công khi họ kiện ngược lại bà Hằng. Thực tế là bà Hằng bị bắt trước thật, nhưng theo như nhiều người am hiểu phân tích thì việc bà Hằng bị bắt là do bà đã động chạm tới ông đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, một con người đầy quyền thế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi bị bắt 2 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã có livestream chỉ trích ông Mãi khi ông này còn đang làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Thêm hai lý do nữa để khẳng định bà Hằng bị bắt vì dám động đến ông Phan Văn Mãi, đó là đơn vị thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là công an thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là công an tỉnh Bình Dương. Và lý do thứ ba, đó là người ta truy tố bà Hằng theo điều số 331 của Bộ luật Hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước. Như vậy, khởi tố bà Hằng không liên quan gì đến lời tố cáo của bà Hằng với một số nghệ sĩ và nhà báo. Cũng như vậy, công an sẽ còn xử lý những lá đơn mà bà Hằng đã gửi cho cơ quan chức năng tố các nghệ sĩ và nhà báo khác trước đây. Những lá đơn của bà Hằng được ví như những liều thuốc độc tiêm vào sự nghiệp của các nghệ sĩ và nhà báo đang chờ phát tác. Và đến nay, dường như những liều thuốc đó đang có tác dụng thật. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng lúc phát hình trực tiếp livestream tố cáo khắp nơi. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt một tháng thì ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Nghĩa là những đơn tố cáo của bà Hằng sau một thời gian điều tra thì Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khởi tố. Xem ra các nghệ sĩ và nhà báo mà bà Phương Hằng nhắm đến gặp lành ít dữ nhiều. Cũng ngày 22 tháng 4, trên các tờ báo của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để làm rõ các đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Vụ án mà Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, theo như báo chí nói, là tương tự với vụ án mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người có hiểu biết, thì đây chỉ là cách đánh lạc hướng của cơ quan chức năng. Họ không muốn thừa nhận Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang truy tố bà Hằng vì đã tố cáo lãnh đạo của thành phố này. Không thể có chuyện hai địa phương truy tố cùng một người về một tội giống nhau cho được. Đây là hình ảnh Công an tỉnh Bình Dương thông báo khởi tố vụ án. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án đã được khởi tố từ thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Được biết, những đơn tố cáo của bà Hằng hầu hết là gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương và vì thế công an tỉnh này thụ lý hồ sơ kiện là đúng. Vấn đề là tại sao Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại ra tay trước? Điều đó không thể giấu được cặp mắt thiên hạ đang theo dõi nhất cử nhất động của vụ án. Suốt năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được rất nhiều đơn tố giác của các nghệ sĩ đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, các nghệ sĩ, nhà báo có đơn tố giác bà Hằng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Lê Công Vinh, nhà báo Hà Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan. Sau khi nhận đơn tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định phân công xác minh đơn thư tố giác tội phạm và đang tiến hành xác minh. Đây là hình ảnh hai nhà báo Đức Hiển và Hà Ni đã từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo trên mạng xã hội. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương chỉ mới khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can.
từ khởi tố vụ án sang khởi tố bị can còn quá trình điều tra, xác định chứng cứ rồi bắt người. Trong giai đoạn này, không loại trừ khả năng những người bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo cũng có thể bị bắt. Đây là cuộc chiến pháp lý giữa hai phe cả ngoài ánh sáng và trong bóng tối. Liệu những liều thuốc độc của bà Hằng có hạ gục được các đối tượng hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm bất ngờ xuất chiêu đem quân đánh úp một ổ tội phạm chứng khoán, ai dính đòn. Chí phú địa hào, nào tận gốc, chốc tận rễ. Đấy là câu châm ngôn mà hàng thế kỷ nay Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dùng nó như một chiêu bài mị dân và cho rằng họ đánh phá những người giàu vì quyền lợi tầng lớp lao động mà họ tự xưng là họ làm đại diện. Tuy nhiên, thực tế từ 3 phần tư thế kỷ qua, tầng lớp lao động dưới tay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ được hưởng chút quyền lợi gì. Ngày nay, tầng lớp lao động của Việt Nam xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, làm những nghề nặng nhọc, vất vả và lương thấp nhất. Như vậy, tầng lớp có tiền bị đào tận gốc là bản chất của chế độ hiện nay cũng vậy, nhưng có chút khác. Đó là họ vỗ cho béo những doanh nghiệp nổi tiếng, lớn mạnh rồi họ lại triệt hạ. Trước đây có công ty Minh Phụng, công ty EPCO, công ty Tamesco. Nay thì nhiều vô số kể. Chỉ mới từ tháng 3 đến nay, những người đứng đầu những doanh nghiệp lớn phải sổ khám. Những cái tên có thể kể ra như Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty du lịch Đại Nam, Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FEC, Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Tân Hoàn Minh. Và đây là một cái mới, đó là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Holding, Đỗ Thành Nhân và ông Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt. Hàng loạt người khác cũng có liên quan. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người đang đánh những vụ án lớn ngay trước hội nghị Trung ương 5. Ngay tối ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Holding, thành viên của hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Capital và công ty cổ phần Louis Land. Bà Trịnh Thị Thúy Linh, giám đốc hành chính công ty cổ phần Louis Holding, ông Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt, Lê Thị Thủy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt, để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại điều 211 của Bộ luật Hình sự. Cùng thời điểm đó, C03 đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can có liên quan, trong đó có trụ sở công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt tại số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo C03 cho biết là họ đã đủ chứng cứ để xác định ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và các cá nhân khác có liên quan, đã sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán, thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của công ty cổ phần Louis Capital, mã là TGG, công ty cổ phần Louis Land, mã là BEE và các mã chứng khoán khác trái quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Louis Holding là doanh nghiệp đa ngành có trụ sở chính tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này có nhiều công ty thành viên, trong đó có Louis Land chuyên làm bất động sản, Ankimax chuyên nghề gạo và sản phẩm sau gạo, Dược Lâm Đồng chuyên các sản phẩm chức năng, Jamethe, vân vân. Đây là hình ảnh thông tin bắt đại gia chứng khoán tại Việt Nam. Tương tự như trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, thì hồi đầu tháng 3, Louis Holding đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền 161 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký. Được biết, công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt có tiền thân là công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các dịch vụ chứng khoán liên quan. Công ty này trở thành công ty đại chúng vào năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018. Đây là hình ảnh hiện ông Trịnh Văn Quyết
đã có những bạn mới, đó là ông Đỗ Thành Nhân. Hồi cuối tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo xử phạt công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt tổng số tiền là 310 triệu đồng. Trong đó có 250 triệu đồng phạt do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Khoản phạt còn lại là do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nhiệm vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty tiếp tục phải nhận những hình phạt bổ sung đã đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng. Và liên tục đó, Tô Lâm hiện nay cũng vẫn tiếp tục bị tai tiếng sau vụ thịt bò rát vàng. Giờ đây ông hăng hái ra quân đánh nhiều vụ án lớn. Dường như ông đang chứng tỏ là cánh tay đắc lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và xem ra Tô Lâm còn rất hữu dụng trong Tổng Bí thư, bất chấp ông đã gây nên tai tiếng gì.